Minh Con Tưng từng là cái tên mà fan Việt gọi nam thần tượng đình đám Na Jaemin NCT khi anh chàng một thời làm khuấy đảo cộng đồng mạng với hình ảnh như một thí sinh của Olympia. Na Jaemin được biết đến với nghệ danh Jaemin, là thành viên chính của nhóm nhạc nam Hàn Quốc NCT và nhóm nhỏ NCT Dream. Jaemin sinh ngày 13 tháng 8 năm 2000 và chính thức xuất hiện trên sóng truyền hình với tư cách thành viên của SM Rookies vào năm 2014. Năm 2016, anh chàng được xác nhận sẽ debut cùng các thành viên NCT và nhóm nhỏ NCT Dream gồm Mark, Renchun, Jeno, Haechan, Shelley và Jisung. Trước đó, Jaemin từng lọt tầm ngắm của SM khi đang thực hiện hoạt động từ thiện cùng mẹ. Từng ấp ủ ước mơ làm bác sĩ phẫu thuật, nhưng dưới sự động viên từ gia đình, Jaemin đã quyết định đến buổi thử giọng của SM. Anh chinh phục ban giám khảo và trở thành thực tập sinh trong công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc khi chỉ mới 13 tuổi. Nhìn vào hành trình 7 năm theo đuổi con đường nghệ thuật của Na Jaemin, công chúng nhận xét anh là viên ngọc quý trong giới giải trí. Không chỉ chứng minh bản thân với âm nhạc, nam ca sĩ còn ghi điểm khi luôn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Jaemin được đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong nhóm như sub vocal, lead dancer, lead rapper và cả center. Trong đó, công chúng kỳ vọng anh sẽ trở thành thần tượng toàn năng thế hệ mới của thế giới âm nhạc Hàn Quốc. Theo đuổi hình tượng trẻ trung, Jaemin đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim người hâm mộ ngay sau khi debut. Những tưởng thừa thắng xông lên vào cuối năm 2016, tức chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, Jaemin bất ngờ được thông báo sẽ vắng mặt khỏi mọi lịch trình của NCT Dream do căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Màn comeback sau đó của 7 thành viên đã được rút gọn còn 6 thành viên. Rất may mắn sau đó, Jaemin đã sớm bình phục và quay trở lại cùng NCT Dream với bản hit Girl. Cũng trong năm 2018, NCT Dream đã trở lại cùng album phòng thu thứ 2 với tên gọi We Go Up cùng MV chủ đề cùng tên. Đây cũng là thời điểm Jaemin tạo nên sự chú ý lớn nhờ mái tóc hồng cùng visual hút mắt. Hàng loạt hình ảnh về các sân khấu của Jaemin cùng We Go Up đã được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Với một tân binh như Jaemin, việc sở hữu lượng tìm kiếm cũng như tương tác khủng tại thời điểm đó là một thành tích vô cùng đáng nể. Dường như nhận thức được tầm ảnh hưởng của Jaemin, SM Entertainment đã liên tục quảng bá hình ảnh của anh chàng trong nhóm cũng như các hoạt động bên lề. Ngoài ca hát, Jaemin còn được thể hiện khả năng của mình ở diễn xuất và gần đây là đại diện đặc biệt cho các hoạt động của UNICEF. Song song với các hoạt động riêng biệt, Jaemin cũng là một mảnh ghép không thể thiếu của NCT Dream. Năm 2018, Jaemin và Siwon Super Junior đã có sự xuất hiện tại Việt Nam với tư cách đại diện đặc biệt của UNICEF. Hai nam nghệ sĩ cùng đại diện Ủy ban Quốc gia UNICEF Hàn Quốc đã đến thăm các trường cao đẳng mẫu giáo để truyền tải thông điệp tích cực cho giới trẻ. Tại thời điểm đó, visual tươi trẻ của Jaemin đã chiếm trọn trái tim của nhiều khán giả Việt. Cũng từ thời điểm này, biệt danh anh Minh Con Tum đã được nhiều fan đặt cho Jaemin để thể hiện sự thân thuộc. Đến giữa năm 2021, cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi xôn xao trước hình ảnh một nam sinh điển trai được cho là đi thi chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Nam sinh ngây suốt với nhan sắc đỉnh cao chuẩn nam thần Hàn Quốc. Chàng trai này được nhiều người gọi với cái tên thân thiết là Minh Con Tum. Và ngay lập tức, từ khóa này đã lọt hot search của Facebook. Thời điểm đó, bức hình của thí sinh Olympia Na Jaemin đã được chia sẻ trong nhiều hội nhóm chuyên đăng tải hình ảnh những anh chàng có ngoại hình điển trai, thu hút lượng tương tác không thua gì bài đăng của một sao hạng A. Có bài đăng đạt hơn 130.000 lượt yêu thích, 26.000 bình luận và 4.500 lượt chia sẻ. Nhiều thông tin đưa ra nói anh chàng này tên Minh đến từ Con Tum. Dưới phần bình luận, dân mạng nháo nhào khen ngợi ngoại hình của Minh. Một số còn mạnh dạn khẳng định đây là thí sinh được đánh giá là đẹp trai nhất trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Tuy nhiên, theo thông tin đăng trên cổng thông tin của Sở Giáo dục Đào tạo Con Tum, tỉnh này chỉ có trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, chứ không có trường Trung học phổ thông chuyên NCT nào cả. Nhiều người đã nhanh chóng phát hiện chàng trai trong bức hình có phần gương mặt ghép từ ảnh của ca sĩ Na Jaemin, thành viên nhóm nhạc NCT Dream của Hàn Quốc. Cùng với đó, thông tin thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên NCT tỉnh Con Tum tham gia Đường lên đỉnh Olympia chính là một cú lừa khi admin các trang đăng tải hình ảnh các ghép này lấy tên nhóm nhạc NCT Dream để đưa vào tên trường. Trước thời điểm này, Jaemin từng gây sốt mạng xã hội Việt Nam cùng với một đoạn clip do fan thực hiện. Đoạn clip Jaemin đang giao lưu với người hâm mộ trên sân khấu đã được lồng đoạn nhạc A B C D E F G H I Love You, Will You Marry Me. Đoạn clip đòi cưới Na Jaemin này được một bạn fan Việt đăng tải, thu hút về hơn 2 triệu lượt xem. Hàng loạt các trang cộng đồng khác cũng đăng tải lại khiến clip của Jaemin cực viral. Trải qua nhiều năm thử thách và hoạt động trong giới giải trí, Na Jaemin vẫn đang nỗ lực hàng ngày ở mỗi dự án mà bản thân tham gia. Nhân cách vàng của nam ca sĩ cũng là điểm cộng giúp anh nhận được sự yêu mến từ công chúng.